Ok, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh của Khương. Rồi thì sau một cái cơn bão từng vừa rồi á, là một cái cơn bão về dòng DJI E3 đó thì rất là rộn ràng nha. Nhưng không kém cạnh là cái phần phân khúc mà tầm giá của con E3 là vẫn còn một cái đối thủ rất là nặng ký nha cả nhà, đó là con Autel Lightless Plus. Đây là một cái thương hiệu của Mỹ ha. Dòng Autel này là có một cái cụm cam đặc biệt mà từ hôm trước tới giờ á, là thường rất là tâm đắc ha, đó lên tới 6K lần đó, nên là cái vấn đề mà quay chụp rất là rõ. Còn chụp và quay rõ như thế nào á thì để một tí nữa sau khi đọc hộp xong cả nhà tự cảm nhận ha. Rồi hôm nay là mình sẽ bàn giao một con máy này cho một cái anh khách rất là đặc biệt ha, ở dưới Cần Thơ đó. Anh này tên là anh Giang đó, cái nickname của anh là gì anh Đâu có nít gì đâu, có tên Giang thôi. Rồi thì ảnh cũng là một anh em trong họ Lây Cam ha, chơi Lây Cam cũng rất là nhiều dòng, mà hiện tại ảnh đang chơi cái dòng hai zoom đó. Thì hôm nay ảnh quyết định là sẽ lập hợp thêm cái con Autel này để mà làm một cái con gọi là quy chính dành cho những cái phục vụ công việc của mình ha. Rồi mình chính thức bàn giao cho ảnh con này để khui siêu vô cận cảnh cho cả nhà xem ha. Đây là bản đơn nha anh Giang Rồi. đó. Thì bản này nó bản đơn thì thiết kế hình chữ nhật thôi nha, nó không có túi phụ kiện đi kèm, chỉ có một cục pin thôi. Bản này là bản gray nha, bản xám nha cả nhà đó. Thông số sẽ có trong cái phần đích của Lycam. Ok rồi, bây giờ sẽ bàn giao chính thức và khui siêu. Đây mời anh con dao Đợi để anh từ khui siêu luôn. từ, nói chung á là cái cảm nhận đầu tiên của mình á là cầm nó lên rồi nó nặng quá, nó nặng hơn sức tưởng tượng của mình, nghĩa là cái trọng lượng cái túi linh kiện này của nó rất là nặng, mà trong khi đó nó chỉ là bản đơn thôi, cũng hơi bất ngờ. Rồi bây giờ mình bắt Cứ đầu khui siêu ha. khui khui cảm nhận đi. Hiện tại là cũng đường xá xa xôi từ Sài Gòn mà xuống tới Cần Thơ ha, thì mấy anh em hẹn nhau ở bên khu vực này là ở khu vực Tự Di Thanh Vincom nha, đó để uống cà phê rồi giao bàn giao máy luôn. Nói chung anh em ai cũng đường xá xa xôi mệt hết á, nhưng mà cũng quyết định vì đam mê. Thông thường khui là sẽ khui với đích đúng không, khui Rập lên theo cái này kiện của nó này. Đó. Rồi. Rồi, để về cho nó sạch. Rồi, ok. Rồi, ok. rồi hôm qua đấy còn cái siêu nữa, cho mượn lại cái dao, cái này mới là Đây gọi là cái mấu siêu cái chốt quan trọng nè. mà đó. Rồi Ok rồi, mời cả nhà theo dõi ha, bản ăn đơn ha, vui ra. Wow, rồi thơm 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 mùi tiền luôn á. Wow, đã cả nhà. Cánh thì vẫn được bao bằng trong hộp bằng một cái túi ni lông siêu ha. Rồi thấy Rồi. không, body của bản đơn là chỉ có như vậy thôi nha cả nhà, nó không có ba lô đi kèm nha, được đựng trong một cái hộp rất là xịn sò. Rồi ok, lấy ra cho cả nhà xem đi anh Giang. Rồi đầu tiên là cái nhìn vô đập mắt mình là có hai thứ, một là cái máy bay, hai là cái tay điều khiển. Còn gói nhỏ là túi phụ kiện thì mình cũng cái này chút mở sau ha. Đầu tiên mình sẽ mang cái máy bay ra trước, Rồi cảm giác nó có vẻ hơi nặng á. nặng lắm. À, chà, nó gắn khá là kiên cố Rồi. ha. To to to. Cảm nhận đầu tiên của mình đó là cái càng cảnh nó không giống như trên mạng mà mình nhìn thấy, nó khá là đẹp hơn so với trên mạng mình đã từng thấy nó. Còn bao cánh bảo vệ rất là Lấy ra hết đi, lấy ra hết đi này, dẹp luôn cái hộp. điều Rồi, hộp trống ha. wow, cái hộp này nó hình thang chứ nó không phải là một khối hình chữ nhật ha. Rồi, giờ cứ khui ra đi, coi coi nó là gì trong đây. À, trong đây là phụ kiện nè. Đó, trong hộp nhỏ là phụ kiện nè anh nha. Có dây tai xi để sạc tai khiển nè, rồi một bộ adapter để mà sạc cho pin cho máy bay,
Rồi đây là dây kèm theo để mà xài cho lắp điện thoại nha. Sách hướng dẫn nè. À, dẫn cho được hai cắm dự phòng nè. Đó. Rồi sách hướng dẫn, ok. Sách hướng dẫn thì nó có cho mình ba ngôn ngữ ha. Tiếng Anh, tiếng tiếng Hoa và tiếng tiếng Nhật, dịch tới dưới nữa nè. Đó, thì mình cứ muốn tham khảo thì mình cứ lên mình ngôn ngữ nào thì mình xem. Ha. Không có tiếng Việt ha. À, nói chung là chắc phải để thời gian nữa shop dịch cho tiếng Việt. Mình đi cái vấn đề phụ trước đi ha. Đây là cáp nè. Đầu này có che đậy đàng hoàng ha. Rất là tinh tế. Ừ, nhẹ nhàng đúng không? Quá rồi, nói chung là hàng thương hiệu Mỹ nó có khác à. Dây tai xì có bọc nhiễu luôn, có chống nhiễu luôn. Chân mạ vàng nhìn rất là xịn sò. Rồi, để cái phụ kiện này qua một bên. Tay điều khiển. Cái cảm giác này nó quen thuộc. Nhìn giống gì anh? Tay cầm của PlayStation. Ừ, đúng rồi, cực kỳ quen thuộc. Nó nhám mà sử dụng nó có vẻ ấy, sử dụng nó nhìn nó chắc chắn hơn sự tưởng tượng của mình. Có thể là lúc đầu mình nhìn trên mạng hoặc là thông qua hình ảnh khác á, mình cảm thấy nó không 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 có đã tay, nhưng mà khi mà cầm lên thì đúng là nó ngược lại với những gì mình cảm giác. Rất là cứng cáp, thậm chí cái joystick này nó làm cũng dễ tương tác nữa nè. Bề mặt nào cần bóng thì nó bóng lên cái tách bạch rất rõ ràng. Rồi tắt cái máy ha. Rồi cứ tiếp tục từng phần đó, bung cánh nó ra trước cái đi. Cái này nó không có phân biệt giống như DJI mà nó cứ bung ra thôi, cái nào ra trước cũng được hết, không càng trước trước chân sau sau đó. Bung ra khá là rộng á ha, gần hai gang nha. Nếu mà tính hết sải cánh này nữa thì nó cũng đúng là nó rộng ha. Mình kéo cánh ra đi. Đây, hết bộ cánh dài cả này. Cánh này là cánh carbon luôn, còn càng cũng là càng đúc carbon nguyên chất nha. Để coi mình thử tháo cái nhẹ cái cánh này, nó có rất là dễ thao tác ha. Cánh dài như DJI đó, nó vẫn có ký hiệu á. Đây hai cánh khác biệt nhau nha, là cái này là không có ký hiệu ha, còn một cánh bên đây là có một cái hiệu này, để cho mình dễ nhìn ha. Đó thì ký hiệu vòng tròn ở trên trên viền cánh nè. Nè. Cánh này là ở vòng tròn, cái chỗ cái đốt gài của nó là không có nè, đó. Còn cánh này là cánh có cái vòng tròn ở trên đây nè. Ha. À, là để mà phân biệt được cái cánh A cánh B. Trên càng của nó chỗ nào mà nó có cái vòng tròn á, trên motor á có vòng tròn trắng thì mình lắp vô đúng cái vòng tròn trắng, còn nào không có mình lắp đúng vô cái không có thôi, rất là đơn giản. Bộ cánh này có vẻ là nhìn thấy nó làm có vẻ chỉnh chu hơn so với DJI. Dòng trước đó anh đang sử dụng Mavic 2 Zoom. Nghĩa là nó làm chốt máu này kỹ lắm. Thấy hệ thống tán tiết rồi nó có vẻ ổn định. Có vẻ thấy nó tinh xảo hơn. Mặc dù DJI cũng rất là tốt cái phần này. Nhưng mà mình cảm thấy là không phải là tự nhiên mình bây giờ mình sử dụng cái món đồ này, mình khen món đồ này, nhưng mà cái cảm quan của mình nó thấy sao mình nói vậy thôi. Mấy thật sự là nó khác nhiều so với những gì mà thấy trước đó, hoặc là mình coi được trên mạng hay là mình nhìn qua hình ảnh trên màn hình máy tính của mình. À, nhỏ nhẹ mấy này ra xé siêu đi anh. À, em nói làm gì, phần cảm biến bụng mà. Cái này cũng hơi chi tiết, cũng sôi từng chút ha. À, cảm biến siêu âm
khác, nhìn như cái loa vậy đó, siêu âm mà. Mày dưới bụng cũng có đèn led để hỗ trợ việc cất cánh hạ cánh, vision sensor, à, thêm hai Đúng rồi. cái nữa, cảm biến siêu âm rồi vision sensor. Rồi tới cụm gimbal, nhân vật chính của mình xuất hiện rồi. Cái này nhìn vô chắc cũng dễ thao tác mà, không sơ suất gì đâu. Mở như này đúng không anh Đẩy Kiều? Hơi đẩy nhẹ, ứng xuống, vừa là ứng xuống vừa đẩy nhẹ, vừa ấn xuống. Ừ. nhẹ. Mình kéo ra hay là mình sao? Đây đây này. Đầu đầu anh thao tác trước. Con lên hả? Nè. Nè, ứng nè, vừa đẩy cái tay giữ lại nè. À, À, cái tay ấn ứng lại nè, cái đầu xuống cho rồi, cái chốt nó ra nè, thấy không? Đẩy nó ok. ra thôi. Nhìn cũng dễ hình dung. Đáng lý là phải đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, mà bây giờ mình sử dụng trước khi hướng dẫn. Đó, cận cảnh nha, cận cảnh cái cụm cam của nó nha. Wow. Nhìn cái con mắt camera nó thật sự là quá ấn tượng, khác nhiều, khác xa so với những gì mình đang tưởng tượng trước đó về nó. Cụm này nó bằng kim loại luôn nè, Kim loại. nghe không, nhìn rất là mượt ha. Rồi quá dữ. Nhìn giống cái cảm giác nó không giống như mình tưởng tượng ha, Rồi, nó cũng khác ok. nhau nhiều quá. Với lại mỗi người một cái quan điểm về cái hình thức, chứ không ai giống ai hết. Hãng nó cũng đâu có nghĩ là hình thức của nó không đẹp bằng DJI. Một số Đúng rồi. người ta không có giống như là cái thói quen, cái thiện cảm người ta chưa có. Khi nào cầm lên tay sờ Nè, tận pin thì tay như này là mình thấy chém chốt rồi nào mình rút ra. Nó bị gài đứt nha, nó đó gài qua pin đó. có vị trí giữ đàng hoàng ha, chứ không phải là muốn bung ra là bung đâu, giữ ngay vị trí mà tiếp điểm pin luôn. Này cũng hay nè, chốt chặn giữ trên, giữ ngay tiếp điểm luôn chứ không phải là giữ bên hông, giống như pin của dòng em đang sử dụng ha. Tháo pin ra máy nhẹ quá ta, Nặng cái nặng cục pin. pin 6.175 mAh, công suất là 68.7 Wh. Bên này công bố là Ổn. bay cũng gần 50 phút ấy, nhưng mà thực tế thì lần trước thì mấy anh em có bay thử thì cũng chỉ đạt từ trên 30 phút thôi, thực tế luôn, tại vì hình Việt Nam nha, nên là chơi lai cao là không bao giờ mà tin về cái thông số của nhà sản xuất mà phải tin tưởng vào cái thực tế của mình sau khi test. Rồi ok, bây giờ cảm nhận thì nói chung là khui siêu con nào mới ra nó cũng mắc tiền, nó cũng cũng gọi là xuống tay lắm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi cho update và sạc pin ha, tí nữa là sẽ hẹn cả nhà ở ngoài bãi bay ha, để cùng với Cường và anh Giang để mà bay trải nghiệm thử và cho cả nhà xem luôn, để tự cả nhà cảm nhận nha, để khoan có đánh giá giữa hãng này hãng kia ha, mà cũng khoan nói tới vấn đề gọi là cái giá tiền của nó, mình cứ cảm nhận trước đi để xem coi là nó có phục vụ Có cái gì đứng đáng tốt được cho đúng không? cái công việc của mình hay không và Đúng nó rồi, có xứng đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra hay không nha. Ok, bây giờ là sẽ mời cả nhà chuẩn bị đi theo anh em mình cho áp ti lên và hẹn nhau ở ngoài bãi bay nha cả nhà. Ok, let's go. Có thu được tiếng, ngay là khi mình bật cái tính năng này lên. Còn nếu mình tắt đi nó sẽ không thu được tiếng nha. ghi Đó. âm thanh ok. Rồi bây giờ cơ bản là như vậy ha. Mình đã set nó hết trơn rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái camera của nó là mình đang ở chế độ gì. Mình muốn quay bao nhiêu thì mình vào mình kiểm tra lại với cái thông số cơ bản xong hết rồi, bắt đầu mình sẽ out ra ha. Out ra tắt nè. Rồi kiểm tra màn hình camera. Đây là ở chế độ quay phim ha. Quay phim của nó thì bấm vô cài đặt. Đó thì mình sẽ chỉnh được ví dụ như là 4K 30 frame hay là bao nhiêu frame hoặc là 2K7 gì hết tùy mình, hoặc là quay HDR. Nó có rất là nhiều thông số trong này. 4 tấm phim rồi, Rồi mà trong đây nó cho mình phép mình chỉnh được cái lock color luôn lock color luôn, đó. Rồi chơi chuyên nghiệp mà. đó, lock color thì cái màu nó sẽ rất là bạc, nhưng mà bây giờ hiện tại là mình sẽ quay để mà mình review cảm nhận về cái màu ô tô thì mình sẽ tắt đi cái lock color luôn đi đó. Rồi đến 4K 30 frame, ok. Rồi những cái trên đây là 2x là 4x là zoom ha, nó là zoom cơ chứ nó không có thành đó, kéo đó đè vô thì sẽ lăn giống giống như cả chế độ điện thoại vậy đó. Ok, Rồi ok, này chuyển là chế độ quay cần phim chụp hình này đèn ở trên sáng, đây, bù sáng. đúng rồi, chuyển chế độ quay phim là cứ trên đây ha, hoặc là ở trên tay khiển sẽ có hai cái phím quay phim chụp ảnh chuyển nhanh ha, FN function bên này nhấp cái đang ở ảnh thì nó chuyển qua bên chụp, chụp còn quay phim mà FN là bấm cái function
rồi đổi máy quay. Ừ. Ủa, đổi function mà. À, function là để hiển chế độ bay, chế độ bay. Rồi mấy cái tham lap, hai ba lap nó hiện trên đây bọt tô là cái chế độ này là chế độ quay chụp. Chụp. Đó, nhưng mà chụp cũng có thể cài đặt luôn rồi. Đây là Vsauce, Vsauce nó cho 1 2 3 4 bốn cái hiệu ứng cũng giống như của DJI thôi ha. Ừ. Thì một tí nữa mình sẽ lên mình cho nó Vsauce thử một số cái rồi mình sẽ cảm nhận nó. Tao biết là quay vòng tròn, pocket là bay lên trên, bay ra xa, bay lùi lại tiến lên ra xa. Rồi. Rồi ok. Cái pick cái này bay là xéo. bay đổ xéo. Xuống rồi bay cất bay lên. Xéo ra. Bay xéo rồi, lên. Ok hiểu luôn. Đó y chang đầu dậy, y chang DJI luôn, những có phòng quét ha. Nhưng mà cái con này ở dưới đất phải nó dựng hiện cho mình nha. Tại sao mà nó hù vậy anh? Đúng rồi, iPhone khi ra nắng nó sẽ hơi bị tối. Giảm nó tăng tần số quét lên. Ừ, rồi ok, bây giờ sẽ cho cái cánh để hồi 84% pin nha, cho bay quay sơ một đoạn. Rồi ok, khởi động cánh cũng giống như cách của DJI thôi. Hai cần chụm chéo vào. Truck. Take off first. Chắc là cái này chắc theo người á. Checking vào. Đúng rồi. À, cái Wishtop là vì mình khởi động thì cũng giống như DJI. Đúng rồi, đó. Cảm giác thật là rồi. Lùi lại chút xíu đi Tân. Em có thể né mấy góc nhìn của chị à. Ủa mình bấm nút nào quay phim. Start recording. Đó, đang quay đó. Lên. Đậu lại 30 giây, 15 giây, tới 20 giây để kiểm tra. Nó bị không đi. Tôi tìm được sáng nha bạn. Đồng xung quanh tăng cao. Follow á, cái đó là mình chuyển qua chế độ follow. Rồi nếu mà bay hướng hay bên thì mình chọn cái góc nào nó không có cản xa xa cho qua đây thì mình chọn. Mình đang ở chế độ cắt này, muốn quay phim nhớ mình bỏ qua cái shot qua đây ha. Mình chuyển trực tiếp trên đây luôn. Ví dụ như muốn quay shot đúng không, mình cho đi cái camera qua đây để quay lên mình dính đó. Qua đây chút rồi cho nó lên cao lên đúng tầm rồi mình mới cho nó đi. Test đi, nó đang bắt đầu biến á. Test này luôn hả? Rồi qua đây chút ha, rồi cho xoay cam vô mình đây này. Đó, là bắt đầu là muốn bài hiệu ứng á thì mình cứ chọn vô cái tiêu điểm, bấm vô cái vô cộng. Đó để bộ coi chủ thể ha. Rồi với shot thì mình chọn với shot gì? À, chọn trước chủ thể đúng không? Chọn trước chủ thể xong mới ấy. Đúng rồi, hồi nãy á là mình chọn nào, ví dụ như mình chọn bay xuyên quanh một điểm là phải cho nó lên cao lên khỏi vật cản. Ừ, thì mình mới cho nó quay. Thôi mình quay phim bình thường thôi. Còn quay phim bình thường thì bây giờ mình chọn về bộ thôi. À. Đó. Muốn phô kết chủ thể hay gì đó thì bấm vô đây ha. Đó, shot rồi. Hai anh em mình đi. Đó. Rồi. Đấy, mình tính shot là cái ngắn, thường là quay bọt tô. Ha. Chuyển qua cái đầu camera. Rồi chuyển rồi đó, thì bắt đầu là mình mới bấm ví dụ như rồi vừa bay vừa quay rồi bay đi xa ra mình thôi. Còn chế độ mình đang bay là chế độ smooth hả? Đúng rồi, chế độ smooth. Chơi ngược đời lắm. Nó máu cảm biến đó. Vòng quét cảm biến rất là xa, thấy không, 9m mà 2 mà nhìn vòng quét thấy được tay chưa.
mắt ra. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. We'll be right back.
thì mình cứ sắm cho em nó thôi nha, chứ không cần phải đắn đo. Đó, wow, đó, nếu như cái này mà cho ra xuất ra một cái file gọi là file D-Log mà để mà kéo màu lên nữa thì nó đã cỡ nào cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không, độ cao lưng lên rồi đó. Độ này hiện tại là Cường đang bay ở một cái độ cao ha, tầm khoảng 80 rồi đó cả nhà, mà nó cho ra một cái vị trí góc nhìn toàn cảnh mà vẫn còn nét như vậy đó, thì cả nhà tự đánh giá nha. Con này nó cực kỳ là giữ giá nha cả nhà, hiện tại thì giá của em nó cũng không có rẻ đâu. Một dòng Autel đến từ thương hiệu của Mỹ ha, cụm cam 6K, nhưng thực sự là anh em mình chơi cũng không có dùng tới gọi là 6K đâu. Máy tính của Cường cũng yếu yếu và cũng chỉ là quay 4K, cũng cố gắng edit thôi chứ cũng edit cũng khá là nặng á. Đó, wow, cái màu này thì nói chung là quá thật, y chang như iPhone luôn, không thua gì luôn, quá đã cả nhà ơi. Rồi anh em nào muốn Cường quay clip hay muốn làm thêm một số cái gì đó thì cứ liên hệ với Cường về inbox comment nha, ở bên dưới bên dưới cái bình luận nha. Cường sẽ cố gắng chích thời gian ra để làm thêm nhiều clip cho cả nhà xem nha. Nhớ like và ủng hộ kênh Cường để cho Cường có động lực để mà tiếp tục làm thêm một số cái video clip về live cam để cho cả nhà xem nha cả nhà. Rồi, ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở cả nhà ở một cái video lần tiếp theo nha. Bye bye. Thank you.